Konnichiwa, xin chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ công thức làm món gyoza nướng Nhật Bản. Mời mọi người vào xem và cùng làm với mấy nhóc con nhà mình nha. Làm món này mình cần một ít hẹ. Nhà mình có trồng một bụi hẹ nè. Mình cắt một ít vào làm ha. Cắt được một ít rồi. Mình chỉ sử dụng phân nửa cái này thôi ha. Đi vào nhà làm nha. Mình có 500 thịt heo xay, 1/4 cái bắp cải, một ít hẹ và nửa củ hành tây. Cắt hành tây nhuyễn ra. Cho hành tây đã cắt nhuyễn vào thao thịt ha. Tiếp tục cắt bắp cải cho nhuyễn ra. Cho vào thao luôn. Hẹ mình cũng cắt nhuyễn ra luôn ha. Cho tất cả vào thao. Đây là tỏi mài nhuyễn, cho vào đây 1 muỗng canh. Đây là gừng mài nhuyễn, 1 muỗng canh. 1 ít tiêu xay. 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm. Trộn đều lên ha. Rồi như vậy là xong rồi. Mình chuẩn bị bàn cho mấy đứa nhỏ làm ha. Mấy nhóc nhà mình rất là thích làm món này. Mỗi lần làm là bắt mẹ phải làm ra cho. Dọn ra như vậy nè, cho tụi nó làm. Trước khi làm cho tụi nhỏ rửa tay thật sạch. Thứ đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ sẽ làm ha. Mình mua cho mấy đứa cái khuôn làm gyoza đó mọi người. Mua ở shop Trăm An có đó. Mua cho tụi nó làm, nó thích làm lắm. Bé Út nhà mình đang quan sát hai anh chị làm. Để tí nữa là nó sẽ nhào vô nó làm nè. Đó, thấy mẹ múc là bắt chước múc nè. Đó, bắt đầu múc bỏ vô cho anh nè. Tiếp tục múc cầm chơi nè. Nó múc sẵn gì đó.
Mới đây được một dĩa rồi mọi người, nhanh ghê ha. Bây giờ mình đem đi nướng nha. Xếp vào chảo. Cho vào đây một ít dầu ăn, ít thôi nha mọi người, đừng cho nhiều. Pha loãng một ít nước bột năng cho vào đây, đậy nắp lại. Bật lửa nhỏ cho đến khi chín vàng một mặt, ướp dĩa lên và lật ngược chảo lại lấy ra. Như vậy là xong rồi. Hai anh chị này không có mình ở đây làm ra một cục như vậy nè, nó vo tròn cục vậy đó. Anh vừa đi rồi là úp lại úp phá nè. Đó. Lại lấy cái khuôn nè, phá nó. Bắt chước ịnh vô đó. Cái út nhà mình được 1 tuổi 10 tháng, thấy anh chị hay là mình làm gì làm cũng bắt chước làm theo hết. Đang tuổi học hỏi. Không cho Út làm, Út đi vòng vòng Út phá nè. どうぞ練習したらどうかな。どうぞ多分僕予想でやると2歳でできる。どうぞ予想でやると2歳でできると思うよ。ママこれちょっとやばい。
ルサもできるようになったら一つもう一つ買うしかないね。ねママ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。結構安いでしょ。ちょっと待ってね。結構安いでしょ、ちょっと待って、これ。うんうん、そうそう、ちょんちょんちょん。何円くらいこれ？100円？安い。はい、安いね。はい。うん、はい、イエーイイエーイイエーイ、できたよ、ほら、ロジちゃんできたよ、イエーイ、できたロジちゃん、はい、あのボールのやつどうなったか見てくる、もうかちょんちょん、まだよまだ、ちょんちょんちょんちょん、私もう終わったよ、ママ。あら、大変なことになっちゃったわね。ママ、餃子が丸くなっちゃった。ちょんちょんちょん。ひひひ。ちょん。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ママだね。はい。ママ、餃子が丸くなっちゃった。はいはい。ママ。はい。この餃子すごいよ。肉まんみたい。できたー。やい。できた。はい、できた。ちょんちょんちょんちょん、うん、ここここここここよ、ここママこれ入れてくれない、そうそうそう、あれ入れてって大変やんない、ママ自分で入れられるママ自分で入れられるちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんママ自分で入れられる僕ちょんちょんちょん、ママ自分で入れられる、ね、ママ、まだまだまだまだ、もかちゃん今忙しいから聞かないで、はい、自分で入れるママ、うん、はい、ちゃんちゃん、はい、投げて入れて、イエーイまだまだ、よいしょよいしょ、まだ、オッケー、まだ空いてるとこがない、ママもうレッđược thêm một dĩa nữa rồi nè, ngon chưa?
Mọi người thấy Út có giỏi không? Làm liên tục không nghỉ luôn nè. Anh Villa mệt rồi, bây giờ đang ngồi nghỉ mệt, phá chơi nè. Sắp tới giờ cơm rồi nên anh hai Figo cũng xuống hỏi xem có làm gì phụ không nè. Mấy nhóc con nhà mình rất là lười ăn, nhưng mà sau khi cho chúng làm món này thì chúng ăn một cách rất là ngon lành và còn ăn nhiều nữa. Clip của mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cao Đồ CP để nhận được thông tin mới nhất từ kênh. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kuremashite. Arigatou gozaimashita. Mata ne.